Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình nha các bạn. Thì ngày hôm nay bọn mình sẽ làm cái món nuôi xào thịt bò để ăn cơm trưa. Thì cái món nuôi xào bò này trước đây bọn mình cũng đã từng làm rồi các bạn, nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ làm theo một cái công thức khác. Thì để làm cái món nuôi xào thịt bò này, mình chuẩn bị ở đây là khoảng 150g thịt bò nha các bạn. Nếu mình cắt theo cái hớ ngang các bạn thì nó sẽ không có dai miếng thịt bò, và mình cũng xắt cái miếng thịt bò với cái độ dày nó vừa phải thôi, đừng cái dày quá mà mình xào nó không có được ngon. Thì với khoảng 2 người ăn thì mình sử dụng 150g thịt bò thì là vừa đủ rồi các bạn, không có nhiều lắm, mình cũng không biết. Rồi bây giờ tụi mình sẽ luộc nuôi nha các bạn. Tụi mình sẽ luộc nuôi với một xíu muối. Bữa nay cái phần nuôi xào bò này nè các bạn, thì tụi mình sẽ xào với cải thìa nha các bạn. Cải thìa với tí cà rốt. Thì thịt bò mình sẽ ốp với chút xíu muối nha các bạn, chút xíu bột ngọt nữa nè. Cho vào đây chút tiêu cho nó thơm. Rồi bọn mình sẽ ốp thịt bò với lòng trắng trứng gà nữa nha các bạn. Đây mình sử dụng một quả trứng. Thì hôm nay thử ốp chung với lòng trắng coi nó như thế nào nha. Bọn mình chưa làm cái này lần nào, mình thử thêm cái này cho nó mới. Rồi mình sẽ cho lên chút xíu nước tương nữa. Rồi mình sẽ để cái chỗ thịt bò để cho nó thấm gia vị khoảng 15 đến 20 phút nha các bạn. Mình sẽ xào thịt bò với lửa lớn nha các bạn. Mình xào lửa lớn như vậy nè các bạn thì thịt bò mình nó mới săn lại và nó mới ngon. Nếu mà mình xào mà lửa nhỏ quá thì nó sẽ bị dai, nó rất là dễ bị dai các bạn. Tiếp đó là mình sẽ xào cà rốt nha các bạn. Cà rốt này mình cũng xào cho nó chín luôn. Ok, cái này mình nên cắt mỏng nha các bạn, tại cà rốt nó hơi cứng. Tiếp theo mình sẽ cho nuôi vào nè các bạn. Rồi cuối cùng là thịt bò, cà rốt. Đó, mình sẽ trộn đều lên. Đây các bạn, mình sẽ nêm nếm lại cho nó vừa ăn luôn trong giai đoạn này nha các bạn. Do cái thịt bò lúc nãy mình đã ướp xong hết rồi các bạn, cho nên bây giờ mình chỉ thêm một chút xíu nước tương nữa là nó sẽ vừa ăn luôn. Như vậy thì mình đã hoàn thành cái món nuôi xào bò rồi nè các bạn. Thì cái món này mình làm rất là nhanh luôn, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là mình xong hết rồi các bạn. Thì coi như là cái món này mình sử dụng như là bữa chính luôn nè các bạn. Nếu mà các bạn nào có thời gian thì mình hãy thử làm cái món nuôi xào thịt bò này nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của tụi mình. Nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy giúp tụi mình share video này cho mọi người cùng xem nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của tụi mình.